Hey, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc quạt đứng đến từ nhà Xiaomi. Và với bản thân của mình đã trải nghiệm một cái quạt này thì mình đánh giá đây là cái quạt gọi là dòng thông minh nhất của Xiaomi hiện nay. Bởi vì nó có khả năng tự xoay lên xuống qua lại, và bên cạnh đó thì nó có khả năng cảm biến cái nhiệt độ của môi trường để nó có thể thay đổi những chế độ phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Như vậy thì nó sẽ giúp cho mình có một cái không khí thoải mái cũng như là tiết kiệm được khá nhiều điện năng. Và bây giờ cái quạt này nó có những cải tiến gì? Cùng test thôi nào. Và đây là một chiếc quạt đứng từ nhà Xiaomi có tên là quạt đứng với mã cuối cùng là S06DM. Khi mà chúng ta mua về thì nó sẽ trong thùng và mình tự lắp ráp nên được rất là gọn khi mà bạn mang từ cửa hàng về nhà. Và trong quá trình lắp ráp thì cực kỳ là dễ dàng, bởi vì trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng nó sẽ để từng bước hết. Còn mình thì mình sử dụng quen rồi, mình chỉ cần nhìn vào những cái vật dụng là mình tự lắp trong vòng chưa đầy 3 phút nữa các bạn. Và để điều chỉnh chiếc quạt này thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở phía sau của nó. Và đây các bạn, với cái thiết bị này thì mình sẽ điều khiển được trên trực tiếp của máy. Ví dụ như ở đây nó sẽ có những cái dạng nút như sau. Đầu tiên là cái tính năng hiện đại của cái quạt này, đó là điều khiển lên xuống. Đấy, mình ấn vào một cái thì tự động nó sẽ lên xuống được là 90 độ. Đấy các bạn thấy không? Rồi, mình có thể điều chỉnh qua lại là 150 độ. Rồi, nút M là nút để chúng ta điều chỉnh những cái chế độ. Ở đây thì mình sẽ có những cái chế độ như sau. Đầu tiên là chế độ gió trực tiếp, chế độ gió tự nhiên, chế độ tự động hoặc là chế độ ngủ. Và cái nút này thì mình sẽ điều chỉnh những cái cấp độ gió của nó. Thì với chiếc máy này chúng ta sẽ điều chỉnh được những cái cấp độ gió khác nhau. Và lưu lượng gió mạnh nhất có thể đạt tới là 29 mét khối trên một phút. Và bên cạnh đó thì nó sẽ thổi xa được 16 mét và nó làm mát cho cả căn phòng chỉ trong vòng 2 phút thôi các bạn, bởi vì nó có thể xoay ngang dọc lên xuống. Rồi ở đây mình có một cái nút để điều khiển giờ, thì mình có thể dễ dàng thao tác trên cái thiết bị này. Và bên cạnh đó thì một hồi nữa mình sẽ nói kỹ hơn về cái phần mà mình điều chỉnh trên app, bởi vì trên app thì mình có thể theo dõi được nhiều thông số hơn. Và với cái quạt đứng thông minh Xiaomi này thì đây là một sự cải tiến vượt bậc khi nó sử dụng cái động cơ DC. Đây là cái động cơ biến tần, thì có thể nói là nó vượt trội hơn so với động cơ dây nhôm truyền thống cả về tuổi thọ nè lẫn hiệu quả hoạt động. Cụ thể thì động cơ biến tần giúp cung cấp tốc độ gió ổn định hơn, hỗ trợ tăng tốc đối lưu không khí, giúp lưu thông gió toàn bộ căn phòng chỉ trong vòng 2 phút thôi. Thì với cái động cơ này, nó sẽ giúp thiết bị hoạt động êm ái hơn nè, giảm tiếng ồn và tiết kiệm điện năng hơn. Và bên cạnh đó thì quạt còn sử dụng nguyên lý là khí động học với tỷ lệ trao đổi không khí được tăng lên, không khí được khuấy động mạnh mẽ giúp đẩy nhanh cái quá trình lưu thông trong nhà và ngoài trời để mang lại sự tươi mới cho không gian. Vừa rồi thì mình nói sơ về động cơ cũng như là cách điều khiển trực tiếp cho thiết bị. Bây giờ thì mình sẽ đánh giá về phần design thiết kế của nó cho các bạn. Thì với cái phần thiết kế này là một thiết kế hình tròn, thì nó sẽ giúp được cái việc là giảm những góc cạnh khi mà trong nhà mình có trẻ em. Và cái phần mà đảm bảo an toàn thì nó thiết kế giống như cái hình tổ ong như thế này, thì tay của mình sẽ không đút được vào trong, nên là cực kỳ an toàn khi mà trong nhà mình có trẻ nhỏ. Thì các bạn nhìn thấy nó khá là lùn thấp như thế này, nhưng mà mình có thể nâng cao lên. Bằng một cách nữa, mình sẽ thêm cái phần thân của đó. Đây là cái phần lắp ráp nên mình dễ dàng tháo lắp phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói về cái phần kết nối app để điều khiển thiết bị này. Thì cái app sử dụng cũng là app Mi Home. Mình chỉ cần quét cái mã QR trên cuốn sách hướng dẫn sử dụng thì tự động nó sẽ hướng dẫn cho mình những cái bước kết nối kế tiếp rất là nhanh chóng và dễ dàng. Và đây, trên màn hình của mình là cái app Mi Home, mình sẽ bấm vào đây. Thì các bạn thấy mình đã kết nối thiết bị rồi. Rất là dễ dàng kết nối nha các bạn, nên là các bạn yên tâm. Rồi mình sẽ bấm vào đây. Đây là cái phần giao diện khi mà mình kết nối được với thiết bị. Ở đây thì mình có thể theo dõi được cái độ ẩm nè. Rồi mình có thể tắt mở được và mình điều chỉnh được những cái chế độ trên này luôn các bạn. Ở đây thì nó sẽ có chế độ gió trực tiếp. Đấy. Rồi, chế độ gió tự nhiên. Khi mà mình bấm thì bên thiết bị nó sẽ có một tiếng tít để nó thông báo là mình vừa chuyển đổi chế độ. Rồi chế độ tự động. Rồi, chế độ ngủ. Và điều đặc biệt của cái chiếc quạt Xiaomi mới này, đó là nó khả năng cảm biến cái nhiệt độ của môi trường để nó có thể điều chỉnh được cái tốc độ nó phù hợp với cái môi trường mà mình đang sống. Ví dụ như ở cái chế độ là tự động và chế độ ngủ á, thì bạn có thể sử dụng được với những cái thiết bị khác trong nhà của mình như là máy sưởi nè, máy điều hòa nè, thì nó sẽ tự động bắt được cái nhiệt độ trong môi trường mà nó điều chỉnh. Rồi ở đây mình có thể điều chỉnh được cái xoay ngang ở trái phải,
ở những cái góc độ khác nhau, 30 độ, 60 độ đến 150 độ. Độ này thì mình có thể điều chỉnh lên xuống. Rồi, mình điều chỉnh được những cái tính năng khác như là cài đặt thời gian tắt mở nè. Sau 3 giờ, sau 6 giờ, rồi sau 9 giờ, sau 12 giờ. Rồi, mình có thể tắt hoặc mở loa thông báo, khóa trẻ em. Đấy, với thiết bị này thì mình đánh giá đây là một chiếc quạt cực kỳ thông minh đến từ nhà Xiaomi của cái dòng quạt đứng này, thì đây cái con này là cái con mà mình đánh giá khá là cao về cái độ thông minh của nó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test lực gió cho các bạn xem. Đây là cái cấp độ 1 thấp nhất. Mình sẽ lên cái level thứ hai. Rồi, cái level thứ ba. Và cái level thứ 4. Cực kỳ là mạnh luôn các bạn, bởi vì nó có thể thổi xa đến 16 mét lận mặt. Và bây giờ mình ngồi kế bên luôn, cái micro đang khá là gần với cái quạt, nhưng mà các bạn sẽ nghe cái tiếng ồn hoàn toàn không có, chỉ có tiếng gió thôi. Và con này hiện tại thì Chiếm Tài Mobile đang bán ra với mức giá là 2 triệu 200 nghìn đồng. Với mức giá này thì các bạn cho là cao, nhưng mà mình nghĩ rằng với những công nghệ hiện đại của nó thì hoàn toàn là xứng đáng để mà mình bỏ ra số tiền này mình mua.